Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, giám đốc điều hành của AK Invest, Katie Wood, đã chia sẻ chiến lược tiếp theo đối với Bitcoin, Tesla, AI khi bà nhận thấy nhu cầu lớn trong những năm tới. Nhiều nhà lãnh đạo thị trường như giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và giám đốc điều hành AK Invest, Katie Wood, đã chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vì liên tục tăng lãi suất, làm suy yếu các điều kiện thị trường và có nguy cơ suy thoái. Việc Fed tăng lãi suất chậm lại trong năm nay đã làm dấy lên tâm lý lạc quan trên thị trường toàn cầu. Katie Wood cho biết, các cổ phiếu tăng trưởng và các chiến lược dựa trên đổi mới sẽ phục hồi những khoản lãi đã mất khi đợt tăng lãi suất tàn bạo của Fed sắp kết thúc. Bà cho biết, AK Invest có thời hạn đầu tư 5 năm. Giờ đây, đợt tăng lãi suất tàn bạo nhất trong lịch sử sắp kết thúc. Các cổ phiếu tăng trưởng nói chung và các chiến lược dựa trên đổi mới nói riêng sẽ bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. AK Invest đã mua rất nhiều cổ phiếu của Coinbase và Tesla. Vào ngày 14 tháng 2, AK Invest đã mua tổng cộng 14.626 cổ phiếu Coinbase khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới $58. Còn Tesla, Katie Wood dự đoán cổ phiếu Tesla sẽ đạt $1.500 trong 5 năm tới, đánh dấu mức tăng 675%. Bà lưu ý rằng, nhiều nhà đầu tư phố Wall, bao gồm cả Charlie Munger, thiếu hiểu biết liên quan đến đổi mới hỗ trợ công nghệ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Charlie Munger cho biết ông chỉ thích đầu tư vào các công ty truyền thống do Warren Buffett hậu thuẫn hơn là đầu tư vào một công ty công nghệ như Tesla. Trong khi đó, AK Invest đầu tư phần lớn vào các cổ phiếu công nghệ. Katie Wood tin rằng trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra dây chuyền lắp ráp cho những người lao động trí thức. Bà nói, hãy nghĩ về AI như một dây chuyền lắp ráp dành cho những người lao động trí thức. Khoảng 100 năm trước, dây chuyền lắp ráp đã thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp. Ngày nay, AI đang thúc đẩy cuộc cách mạng kỹ thuật số, không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn cho cả người tiêu dùng. AK Invest cho rằng AI sẽ tăng năng suất lao động trí thức lên hơn 4 lần vào năm 2030. Với việc áp dụng 100%, AI có thể tăng năng suất lao động toàn cầu lên gần $200.000, làm giảm tổng mức lương $32.000 của công nhân trí thức. Katie Wood cũng nhắc lại quan điểm của bà về Bitcoin, dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ đạt $1.5 triệu vào năm 2030. Bà cũng tin rằng Bitcoin có thể giúp các quốc gia gặp khó khăn do lạm phát. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Đánh giá về diễn biến của Bitcoin trong ngắn hạn, nhà phân tích Peter Brand cho biết Bitcoin có thể đang có một bước ngoặt lớn. Peter Brand đã công bố điều này trong một tweet ngày hôm qua để phản hồi lại một nhà phân tích khác. Theo ông, Bitcoin đã hình thành bức tường giá, cho thấy bước ngoặt lớn. Nhà phân tích HTL đã so sánh hành động giá hiện tại của Bitcoin với đợt tăng giá đầu năm 2019, khẳng định rằng Bitcoin hiện đang hình thành cấu trúc đáy. Hãy nhớ lại rằng trong nửa đầu năm 2019, tài sản kỹ thuật số hàng đầu đã tăng giá gấp 3 lần, khiến nhiều người tham gia thị trường bất ngờ. Áp dụng giai đoạn hiện tại của thị trường với giai đoạn tăng giá năm 2019, chúng ta có thể dự đoán viễn cảnh Bitcoin tăng giá gấp đôi trong 2 tháng tới. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.